Ở Rồi bu cầm bên. được nè. Gì vậy Đó, nếu bu cầm được á. mày? Cái gì? Vậy gì tự lên cái đầu khoe đẹp đẹp thì tôi cứ đưa lên tao khoe cái đầu cho con cháu ăn mừng, Khoan có vậy cũng từ đạt độ nữa. từ. Cái gà vô Chải tóc đẹp trai coi. Đẹp trai nè. không? Đẹp trai mọi người. Thấy ông già này đẹp trai không? Nghe Ồ, chưa, ghê nghe chưa? chưa, nghe chưa, nghe chưa. Nghe rồi, đẹp trai luôn. Okay. Mới làm một cái quả đầu để trước mắt là cho nó sạch sẽ, hai đứa là cho Như, nó như, bên xong như tiền mình để tóc như ngắn cho tiền nó như tiền quen rồi. đúng 30 rồi, đô, 30 đô. 30 đô là gần 700 ngàn bên mình hả mọi người? Không Đúng biết bên này rồi. là bao nhiêu đô. Mà Còn hớt ở tóc Việt không Nam hả? Mà hớt tóc không hả? Có làm gì nữa không? không, hớt tóc ở Mỹ là đã có cái luật với tóc là chỉ hớt tóc thôi, là không được quyền cạo râu, không được quyền rái lỗ tai, không có làm gì cả, chỉ có hớt tóc sẹt 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 như là 30 đô. Nhỏ tóc bạc, có nhỏ tóc bạc không? Bạc bộ vẽ nhỏ tóc bạc tao là sói đầu á, được bao nhiêu đẹp lắm đầu luôn. Tự nhiên đồ má bây giờ mới là cắt tóc ra thấy mặt nó gố rồi mày, đồ má nó mọc tù lù, cái ăn không trốn ở nhà riết trốn dịch riết và ăn riết là thôi, nó mọc tù lù luôn Không, đẹp thì trai mà nhìn handsome mà đúng không, tóc ngắn nó nhìn handsome rồi chứ đúng không? hai trăm là từ lâu rồi, nói chung là Đúng mình rất rồi, tự hào chút xíu. đúng rồi. À, bữa nay mở không có đẩy, có cái đầu lên ra chưa? Nãy lên không được không à, bị rớt không à, có mời được Mã Giang lên thử á, Mã Giang lên được rồi xuống lại để cho mời mời thử người khác lên, thì mời Huy, nãy giờ mời Huy không được con mới mời bố lên đó. Bữa lên được là chắc là lẽ mày cứ mỗi lần mà thay trang hay đồ mà tao không biết cái Chào gì Cherry trơn Nguyễn. thì ra bị đó phải đấy. Đâu có thai, cái trang này gọi người ta đúng là cái trang này chữa lửa, tại vì cái trang kia là bị ăn trộm nó trơn, nó lấy bà cái camera rồi. Đó, vô nó bưng cái camera của con đi mất tiêu rồi, bây giờ con không có mời ai lên được hết đó. Đó, đâm ra là lấy cái trang này chữa cháy xài đỡ. Đúng không? Đúng là gì ngày qua nay cũng không có lên mạng nó biết kìa, tại vì tao mới bưng cái một cái màn cái monitor, một cái màn hình 25-24 inch gì á, 10 lúc rồi tao về tao gắn vô rồi có một cái này tao bỏ ra, cho nên ra bây giờ coi đã lắm, coi nó bự chữ nó bắt đuôi mà, cho nên ra là rồi nó phải chơi cái gì bự bự lên cho coi cho nó rõ để không đó vậy đó, cho nên ra đây cười vui lắm, thực ra giờ tao mới gì làm xong cho nên ra cũng chậm lên đây là vậy nè, cho tao phải coi đó được. Đó, cái màn hình để màn hình vĩ đại luôn. Đó, cái màn hình này là cái màn hình làm 21 inch nè. Còn có rẻ quýt nhiều nên về nó bự quá, tao không biết nhiều rồi đó, bự rồi coi vậy đã luôn. Chần chật luôn. Có cái hình gì ở trên gì bố, hình gì ở trên nhỏ nhỏ ở trên nó hình giống ít gì, Đâu? quay lại coi, Cái gì? đưa lại nó, đưa lại màn hình đó, đưa lại màn hình đó đó, là ông giấu rồi, ông bấm qua rồi, hồi nãy cái hình góc trên mọi người công nhận không, công nhận Cái không, gì hồi nãy cái hình góc trên là có bàn tay cô gái gì đó đúng không? nè, một tay nè, tay này đang Không lắm phải ông tiền ơi, thôi ông già này lướt qua rồi, làm gì có cái vụ gì mày rồi đâu có đây mày mẹ còn đây là không, không có đâu không, đừng có chối. Ngày mai con, còn ngày cái mai gì. con review, ngày mai con review lại cái đoạn like này nè, nè rồi con bóc phốt cái đoạn này nè, rồi bố chia sẻ đi, Không có bỏ cái qua đoạn đó đi. gì thì bây giờ chứ mà cái này là gì chia sẻ mới sẻ mày sẻ cái gì quên nữa tao mới hỏi tụi bay cái này mà khổ cái để tao coi cái đứa nào comment thì mới cái đợt dịch vừa rồi thì ở thành phố Hồ Chí Minh tao nghe nói có một cái giáo phái gì đó rồi cũng nó dạng giống như kiểu như là nói corona là tà đạo đó, tà đạo gì không biết nữa, mình không biết, tao mà nước tao không biết, nhưng mà có điều trong lúc mà ta đang bị dịch vậy á thì ngược lại thì lại có một số người không hiểu cái đầu óc họ để đâu, nhà nước đang căng mình chống dịch, ta thấy ông mà Vũ Đức Đạm lên nói chuyện trời ơi, ta thấy Đức Vũ Đức Vũ Đam. Vũ Đức Đạm Đức Vũ, mà trong khi Đúng rồi. đó ở đây có một số người mang cái mầm bệnh đi reo rắc, mà để bây giờ ta mới nghe báo cáo của người trong nhà người thân thì nghe nói quận Gò Vấp bây giờ là coi như là bế môn tỏa cảng, coi như là không là được ra ngoài đường rồi không được đi tụ họp đông người những ai rồi những người
chợ người được hợp những người làm buôn bán hàng nói chung là nhu yếu phẩm đó thì được không được quyền mà đóng cửa đó để người ta ấy. Còn ngoài ra tất cả những dịch vụ ăn uống ngoài đường là sống đóng cửa đó, cái đó là vô tình làm khổ người ta, mà trong cái mở thế thì phải mang mang cái tính chất mà con đạo giáo là rất là bực mình, mà mình nhiều khi ta lên ta nói thì ngược lại tụi nó nói tao lại chia rẽ tôn giáo đã kích mà, thì ở trên đời này làm gì có tôn giáo đủ mà đừng tào lao đủ mệt, mà mỗi lần mà nói vậy thì tức lại xúc phạm đến những người mà có đạo, nên là tao không thích nói. Mà tao đúng thì rồi. thực tế là tao độc tài lắm, nên vì đó tao nói là tao nói sát gián luôn à, tao nói thiệt là tao nói từng nói rồi mà béo có cái nào mà cầu nguyện năm mô lại đủ mà kinh thánh gì đó, đủ dục chuồng rác hết đủ bác thiệt tào lao, dẫn chứng cho mày coi đó, đủ ở Roma đó, ở cái hoàng đó đủ chết như rạ, linh mục chết như rạ đủ, tại lần sau giáo hoàng mới đi chết ngựa đủ tào lao, đủ ra đường là phải lấy đồng chính chắn lại, đủ đại diện thiên sứ đại diện đức trời gì kỳ vậy đủ. Còn đạo Phật đó là Ấn Độ, ngay Ấn Độ là gì, đường là cái nôi của đạo Phật đúng không, đủ bao giờ chết thiên đường đủ mà gọi về không được mà xuống địa ngục không, chết mà kinh khủng luôn, bởi vì nó thiệt mày khổ. Nói thì xúc phạm nhiều người mà không nói thì mình cũng bực mình, bởi vì đó là càng ngày nó càng làm thay vì không có làm khổ người ta không, thay vì không có chuyện mà nó tuyên ngôn mang mang cái thứ quỷ quái đi vô trong nước nước rồi đủ mới làm khổ người ta, người ta đã căng mình chống dịch tao thấy rồi, mà có nhiều người mấy ông bác sĩ xỉu lên xỉu xuống bị kiệt sức á, bởi vì đã Việt Nam mà đã nóng được mà mấy ông nội là mang cái áo mà còn là đi đâu mà bốn để đứa mà bảo vệ bốn đây đứa đi đâu rồi có làm sao mà chịu nổi, mày bình giọt thường mà hết mang người luôn, lột da vậy mà luôn. nó cũng thương mày, nó không hiểu, nó không có nó không có đó hài gì và nước nó có hài dân chúng ta rồi ruộng mà nó đi truyền bá mấy cái đạo khốn nạn vậy đủ tình ra mà tới bực mình đã vậy làm ảnh hưởng cả cả một quận cả thành phố cả một cái gì kia, phải đi quét rồi phải đi tìm rồi phải tời ở cực khổ, chỉ có một người thôi mà làm rối loạn mà thấy bị nhớ cái năm nào năm cái tên năm 19 18 20 chứ có một con nhỏ mang bí số là 17 gì đó đồ đi bên anh nó đi du lịch dễ về nó quậy đồ mà chạy ráo rất chỉ có một con thôi mà ra một khổ cả nước, còn ở Đúng đây rồi. là căn bệnh ai cũng biết, cái này nó không phải là mới, cái dịch này nó không phải là mới, ai cũng biết nó nguy hiểm cả, ai cũng biết nó nguy hiểm hết trơn, nhưng mà có những người rất là vô tâm, tao thiệt bởi em tao mới coi một cái sao cứ đứa nào đăng lên là đủ má từ bắt đầu từ đây đủ má cái thằng này thằng luật sư gì nó không tham gia vào vấn đề coi như là không còn tin tưởng luật pháp Việt Nam nữa, tao cũng ủng hộ đó nhưng mà tao khác, tao sẽ từ bỏ chức giám đốc công không gian vũ trụ sao quả, tao phản đối và tao không bao giờ tao không tin tưởng cái nền tư pháp của Việt Nam nữa, là bởi vì một cái lỗi rất là lớn làm gì cũng chậm chạp cả, tao là đủ má đến cái sau ghim là bỏ cái chân kia là tao chặt cái chân, còn không nữa là đem ra tao bắn nhiều đầu thôi, đủ má tao liền tao đọc bài tao bắt kiếp mà Việt Nam thì chậm quá không thể, tao không chấp nhận tiền nền tư pháp Việt Nam cái đám Ý là nào mà bố đi nói ý là bố nói là nhẹ tay quá hả? Nhẹ tay quá hả? cái Hay gì sao? nữa chứ cũng rồi nhẹ tay mà đã chậm nữa đủ má mấy người kia lâu đầu ra đủ mày mà cãi hả luôn quất cho mấy cái không bắt chước luật Mỹ, tao theo Mỹ ở Mỹ tao theo Mỹ con nghĩa là vậy đủ má, mà thấy Mỹ làm sao mà Việt Nam bắt chước chi chang vậy, 1 2 3 ra khỏi xe ra không, không ra ra không bùm 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 rồi xong lôi ra gác ra dục vậy Thì á chính thì nhưng mà thì chính như vậy là mới 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 là Việt Nam với Mỹ hai tên nó khác nhau đúng không? tao không Tức là chết Việt Nam tao là không vẫn có phải Việt Nam là vẫn là nhân văn hơn, vẫn là bởi nhân vậy văn nhân đạo hơn. tao không chấp nhận nền tư pháp Việt Nam là vậy đó chậm quá, tao bởi tao không phải là tao hiện nay tao không có chấp nhận tình pháp Việt Nam rồi tao ủng hộ Mỹ kia luôn, tao vậy tao phải lên trời tao nói bước đủ mà đéo bước được chết mẹ tao à, tao gọt giò luôn tao gọt ống quyển luôn đủ chứ bỏ chân trái bỏ chân phải là chặt cái chân phải liền đủ mà hai trái liền là chặt liền đủ mà thả chó dây rồng 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 đủ suốt ngày rồng 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 khổ người ta, trong khi đó người ta căng mình người ta chống dịch chết mẹ chết cha luôn đủ má, có nhiều người vô ý thức đến độ bất dạy đã vậy còn tỏ thái độ nữa chứ, mày coi một clip của mẹ kia kìa nguyên cái phường nguyên cái xóm đó người ta đang cô lập để người ta phân loại để người ta kiểm dịch lần bằng xong người ta chết đủ có một cô bà đủ không khẩu trang xách xe lên đủ bây giờ tôi muốn đi mua đồ ăn mà chạy ra eo đủ mà biết tao ra mày biết tao ra mày biết tao ra đủ gặp tao là tao giọng một phát là đủ má răng cỏ đủ má đéo còn để mà nói đủ mẹ kỳ nhân tình gì kỳ vậy
quái đản, tao thiệt mày, bởi tao không chấp nhận nền tư pháp Việt Nam. Tao chấp nhận khi nào nền tư pháp Việt Nam phát cho mà lính nó mỗi thằng một cây súng. Phát xít vậy, phát xít vậy. Vô là vô, kiểm dịch là kiểm dịch. Ra đây, chắc đủ âm là dương vậy, chắc COVID là COVID. Đủ mất, có nhiều thằng từ chối luôn, khống chế có cái virus này vô tới nhà rồi công an xong về phối hợp vô cái nhà bưng bả ra, bưng bả ra đi đi đi, đi cách ly nó khổ đầu tiên là mình tự mình phải tự giác bản thân của mình bệnh này, mình phải cho người ta đi khám bệnh hay là mà Việt Nam mình khổ cái rồi đi khám phình miễn phí, đi nằm nhà thương miễn phí, trợ mình trị bệnh miễn phí mà được còn chống cự chửi nó chứ đủ má ra đủ tao là theo Mỹ, tao theo Mỹ móc súng ra bập liền đồ nó chơi liền đi không đi không một hai ba đi không không đi không đồ bưng 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 đồ xong đủ má tôi là khác luôn còn không cho nó qua Ấn Độ phải cho nó qua Ấn Độ đủ bây giờ nó không chịu lạnh thì đủ cho chịu nóng lên dần thiêu ok vậy đó thả xuống sông Hằng hả thả xuống sông Hằng thả lạnh rồi tội nghiệp thôi đốt thì đốt đừng bị thả chị Thi Nguyễn nói là bố Cầm ơi bớt nóng không là nổi mụn xấu trai lắm đó thấy quan tâm cho bố chưa bao đẹp trai mày mới tóc mày ờ đó đẹp trai kìa xấu đâu xấu nói chung một cách khác vậy nè tao không coi tinh thời sự Việt Nam thôi mà mỗi lần coi là thấy mỗi lần tức là bởi vì Việt Nam mình tao thiệt mình tao rầu ghê cái gì nó cũng chậm chạp á rồi má bắn thì bắn mẹ đi không ngồi xử lý rồi viết đơn từ rồi điều tra rồi các cái ba năm ba tháng sau đủ những nhớ đủ mà giống như khi tao mới đọc báo là để cho cái thằng này Lê Dũng vô ba vô ve gì đó đủ nó kẻ mất mẹ mà trong khi đó nó quậy này hoành hành ba bốn năm trời dạ nó chỉ là hạ bị là tao trước con sao tôi bầm rồi đủ thằng phải bốn năm đủ mãi đâu đủ để cho nó tự tung tự tác nó dày đủ má xong nó ung dung cái đi đủ má sướng không tao vậy à bây giờ tao vậy vậy là luật pháp của Việt Nam chứ kỳ quá bởi tôi không chấp nhận nền tư pháp Việt Nam này tao đã đảo tao phản đối tao ví dụ tao ở đường pháp rồi tao ban lệnh là đồ gặp thằng đó Lê Dũng mua ve bắt đầu dễ đó tao không làm gì nhận nha tao chỉ lấy cái vợ thôi nhưng mà không có lấy hẳn cứ ngày khoét một chút sát mua ớt vô rượu để thôi làm chừng trăm ngày thôi rượu má nhưng mà thật tàn phế trong chết mẹ mà luôn mà khoét nó cầm, uống nó bị cái miệng bố cầm bố cầm để con đọc cái thông báo khẩn này cái Bình Dương thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tối 27 tháng 5 ngành y tế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đến trưa ngày 27 tháng 5 năm 2021 thành phố ghi nhận 25 trường hợp bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong giáo phái. Địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Ba người tiếp xúc gần gia đình, người nghi nhiễm, tham gia giáo phái. Ba người làm cùng tòa nhà với ba ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận. Trong đó, ba trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp cư trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Và làm tại công ty ở tòa nhà Sogechaco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận. Hai cư trú tại phường Thành Lộc, quận 12. Tính đến thời điểm trưa ngày 27 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng những điểm liên quan đến chùm ca nhiễm này bao gồm 1. Khách sạn Sheraton 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận Nhất. 2. Hẻm 1358/30, phường 14, quận Gò Vấp. 3. Tòa nhà Sogechaco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận. 4. Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. 5. Ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. 6. Đường tỉnh lộ 19, phường Thạnh Lộc, quận 12. 7. Cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. 8. Hẻm 31, đường số 8, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. 9. 891/00 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Tại tỉnh Bình Dương. Qua điều tra dịch tễ liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 làm việc ở tòa nhà Sogechaco 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, có đến các địa điểm sau đây. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toho Vina, lô B 1K công nghiệp, lô B 1K CN khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát,
từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5 2021. 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ 13 đến 14 giờ ngày 19 tháng 5 2021. Ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo những ai đến các địa điểm trên đến ngay cơ sở y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch Covid theo quy định. Đó. Được chưa? Ồ, bà thấy rõ ràng chưa? Cái đó là cái quyết định mà rõ ràng là có một cái nhóm người theo một cái giáo phái gì đó đại khái. Nói mà cho mày hiểu rằng bây giờ ở trên đời này nó thẳng một cách khác chăng nữa. Đánh tao thì hay bức xúc mà tao hay nóng. Làm gì có chuyện mà thánh thì làm gì có chuyện mà cứu rỗi như là kia. Tao đã dẫn chứng tụi bay rất là nhiều lần rồi. Bên Ý đó, ngay chỗ nó kia hoàng ở. Nếu mà cứu rỗi chứ cứu rỗi thì làm gì mấy trăm linh mục đi ra đi. Hả? Còn ở bên Ấn Độ đó, cũng chỗ Phật đó, làm gì có cái chuyện đó. Tao rất là độc tài, mà tao rất khó chích mà bền. Đáng lẽ tao không có nói, nhưng mà nó khổ, nó riết rồi. Bây giờ, cái người dân Việt Nam mình họ, tao cũng không biết là cái gì cũng xích cho nhà nước, cái gì cũng xích nữa. Ô, cái chuyện nhà nước làm, nhưng mà bản thân nó gây hại mà nó không biết. Biết ngay bây giờ tình cảm rất là nguy hiểm, mà cũng tụ tập đi, cũng làm tà ra, tại đây bây giờ gây bệnh tùm lum tà ra. Rồi. Bây giờ cái công mày đi truy tìm những người mà đi lây nhiễm đó, nó rất là khó khăn. À, thậm chí là lên cái xe buýt nó đi không là tiêu đời cái xe buýt rồi, là bao nhiêu xe buýt nó đi cũng nó nhơn ra, mày hiểu không, nó nhơn ra 1%, 100%, 1000 đủ kiếm chết mẹ luôn. Dưới đây mấy đứa gái bố nói nè, Việt Nam mà như bố cầm nói thì ba sọc nó gọi là phát xít Việt Nam rồi. Như bất cầm nói, Thu Hiền nè, Thu Hiền nói là như bất cầm nói thì chúng nó lại bảo là cộng sản ác với dân đó, cái kiểu gì chúng nó cũng xuyên tạc được hết. Nói gì mẹ đó, ở Mỹ này đâu có thằng nào ác mà nói đâu. Mà nó bao giờ ai dám nói nữa. Đó có quyền là quyền tự quyết của dân tộc mình, là đất nước mình. Mình làm theo ý mình mà cảm thấy là dân mình nó tốt, là cái không còn không có nghe là ai. Nếu sợ thì đó, mà nghĩ địa gì đâu sợ. Nó nghĩ địa gì, mày thấy rõ ràng không? Bây giờ mày nói vậy thì tao mới nghĩ thì mày nghe. Mày phải hiểu là thằng Mỹ này nó gây chiến tranh cả thế giới. Nào là Iraq nè, Afghanistan nè, Libya nè, Syria nè, Việt Nam nè. Phải cái chỗ nào đâu có ai nói ná đâu, bởi vì nó có tiền. Mình bây giờ là mình phải làm với mình thôi, nó chẳng là mình nó không là nghĩa địa gì mình cả, nó có nghĩa địa cho xong rồi nước đất nước của mình hòa bình rồi, miễn đi, miễn có cái chuyện mà mày lặt chân tới đi, đừng có quậy phá chứ nó mệt lắm. Còn mày đụng quá muốn lại mày làm kẻ cha mày ở ngoài nước khác mà đừng đụng cái tin lên đất nước của tao, thế thôi. Mà tao rồi đất nước tao lo, con tao lo, mày nhà mày lo, họ bắt tao đừng có xỉ xó vô. Mày nghĩ gì sao vậy? Cái giới thí dụ cho một cái đình thôi. Con mày đẻ ra là mày phải mò mảo mọc 13 rào trắng lại. Cái thằng hàng xóm nó thấy rồi nó cứ xỉa xói. Ý sao mày nuôi con mày kỹ quá. Nhưng mà nó nói nghĩ nó gãy rồi. Nếu mà nói nó kỹ thì cũng đâu được hết. Tại sao mày gò bó con mày quá vậy? Tại sao không cho con mày đi chơi? Tại sao không con mày đi chơi? Mà nó đâu có biết qua ngoài kia lên nhiễm Covid chết mẹ luôn. Mà nó kêu mình con mày đi chơi. Ra phải cho con tôi chết nè mày. Đâu có ngu vậy. Đó vậy đó. Nó tựa giống vậy. Có nghĩa là thân ta to lo, thân mày lo, miễn đi đừng có bàn nữa chứ. Mấy mất dạy đó mà hơi chứ đâu mà tao giờ tao miễn, tao làm biến nói của nó mỹ, tụi nó không có lý do rồi nó nói hết rồi, hết cái chuyện là hết mấy cái chuyện má dơ rồi. Bây giờ nó bôi mất cái chuyện bây giờ ở đây Việt Nam từ xưa giờ cách đây khoảng từ năm mấy năm nay là Việt Nam chống dịch là số một thế giới là với những điều đó, nhưng mà nó vô tình mấy cái người con dân Việt Nam mình họ không được, hiểu một cái gì má hoài không à. Chính vì cái chuyện đó tao mới được mà nói cái thực tế tao có nói là mẹ gì đó là những người rất tư lực. Dạ. Má Giang nói Việt Nam mà có tình người như vậy nên bố cầm thông cảm đó. Còn có Hoàng Nghĩa nói cái thông cảm được tao bực là con người mà không biết điều và thậm chí là không biết điều cho mình, sinh mạng mà mình không giữ thì kệ mẹ mày bị chuông đầu mẹ. Ê, tao nhớ hình như là ở cái đường gì ta ở Bình Dương chạy lên xuống Đức nó có cái tại ta nuôi cá sấu hoa cà còn không mày? Còn á, vậy được rồi, khai dàn cân, đường khai dàn cân. Đúng rồi, thế là đủ. Mà có thằng nào mà làm cái tội đó xử đủ chặt đôi ra bỏ xuống câu sấu đủ bỏ cho cá sấu cho nó ăn đủ má là trong đủ má mất xác luôn rồi. Cá sấu nó nhiễm Covid rồi ai chữa cho nó? Đâu kệ mẹ nó, bỏ lên chôn đủ má không phải đi thiêu. Tại vì cái tao bực kìa, đủ quá chịu cái bực ghê, đủ đáng lẽ rồi ngon lành rồi không, đủ má còn mấy ông nội ngoài người dùng gian nó lại ghê, chỉ có 500 triệu thôi, đủ má chở lần chục mấy chục người, đủ má xâm nhập vô để chi đi lây bệnh,
đùa tiết cái 1-2 triệu bạc à, mà nó hại mấy ngày bởi nó khó, ta không, ta nó không có cái từ gì mà đủ để diễn tả được cái người dân mà ham tiền của Việt Nam mình. Bởi vậy thì dân chúa cùi đúng vậy thôi, cho chừng trăm đô liền vậy, chửi đi đủ mà nó bắt đầu chửi, nó chửi bất kể mà nó chửi kìa, mà không còn đường nào đâu chửi, mà nó chửi vui lắm kìa, nó chửi nhiều cái tắc cười lắm kìa. Chửi la phan luôn, chửi la phan luôn đúng không? Ờ, chửi rồi, bắt chửi liền giống như hồi xưa bà đụng cái ông chụp mà nhớ cái ta mày đưa cái. Đúng rồi. Còn ke, còn ke. Hết rồi, ke rồi, coi xin mấy cái đi, bỏ vô. Hết rồi, thôi, ra giấy, nhúng nước vô, nhét vô. Ngu má, thiệt tình. Nhưng mà, nhưng mà giấy con nhớ ngày xưa chơi giấy là bỏ cái mình ngay. Bây giờ đừng có lấy giấy kêu giấy nhiệt tình đó, giấy nó đúng giấy rồi. Đó nó dở nó mở lắm, ờ nó mềm nó nhúng nước rồi nó đã rồi. Giấy bây giờ tốn cái tệ luôn, đâu có làm được đâu. Giấy hồi xưa rồi, giấy nhiệt tình hồi xưa, giấy dở giấy thô, còn không nữa là một là có giấy mồi, giấy mồi là cái giấy xấu lắm, cái giấy giống kiểu là ta đi đám ma rồi ta hơi có cái giấy mồi biết không, cái giấy mồi là cái giấy là nó xấu lắm, cái giấy đồ nó rất mau lắm, nhúng cái nước vô xong rồi dọn cục bỏ vô quất liền bà đã rồi. Hồi xưa mấy cái ông trúc á, ông trúc á đồ cái đổ cái đại bóc đau lắm à, đứng gần bắn đau lắm, đứng gần đau rát luôn cái gì vậy. Mà bố cần bố nhớ cái thời gian mình đi bắn mấy con thằng lằn không, ai mà nuôi gà đó, nuôi gà đá đó đi bắn thằng lằn đó. Thì thường thường ta lấy công tiêu cái ống bằng nhôm bằng đồng á, dọn dài khoảng chừng thước hai thước gì đó, thước rưỡi nó xét á, nó xét xong rồi viên đúng rồi, thổi đúng không, thổi thằng lằn đó, thổi cái đó đồ thổi thằng lằn thì thổi tao, thổi thằng lằn thì là không có chết, nhưng mà nó xét cái dính cái trên á, bởi vì mày chửi luôn trong nhà tao như là cái cục gì nó dính luôn cái lai mấy đồ quá đặt đặt mắt ghế lên chùi lên vừa cười đồ là đúng ra là tụi con gọi bằng bà nội đúng không, ý bố nói là bà là mẹ của bố cầm là tụi con gọi là bà nội chứ gì, là bố lúc nhỏ vậy đó. Trời ơi khổ lắm bà, khổ thì tao lắm đồ quá, ngày nào đó là 100 ngày 99 ngày quýnh lộn à, ghê à. Bà về nhà thì không bao giờ đàng hoàng, về nhà là đầu cổ sình bùng tóc tay bu rồi quần áo thì te tua, nói chung ngày nào cũng như vậy nào. Giống cái hình này không? Giống cái hình này không? Giống cái hình này không? Từng quýnh lộn giống cái hình này không? Đứng kê vậy không? Đây là hình ảnh tao nhỏ kìa. Đúng hình ảnh tao nhỏ. Không có ngày nào mà hối lộn đủ. Trời mưa, trời nắng gì đủ. Mà tao ở sân chùa. Mà nó ngộ lắm vui. Mà hồi nhỏ đủ. Không có khác gì trên y chang vậy. Đúng không? Đủ bằng này. Đủ mày ngon hả? Mày ngon hả? Đủ mày đụng ngon, đụng cái đi. Đụng cái đi. Giờ kia đủ mày ngon, đụng cái đi. Nào hai thằng mà đỡ mấy nó cứ nói đồ mày đụng cái đi không lẽ mày quay tiếp hồ đủ mấy cái hai thằng quay ra giống như hai dế là bỏ mà bị đâu chịu lái quay hai cái đồng được nè đủ hết trời tưởng mỹ quỳnh ta mà lo mà đồ quá chịu gì chứ cái đồ quá quỷ chứ trời ơi đủ hai chữ lộn nữa trời vui nhưng mà đừng có mấy đừng có mấy anh lớn, có anh lớn là tôi, có anh lớn suối, anh lớn hai bên đồ quá sức cái đồ mà giấu là ngon mà không dám quýnh ra cầm quýnh đi ta chịu cho đồ má mày ngon quýnh ra đồ hàng quýnh tua không có hai lớn thì không sao, có hai lớn là hàng quýnh tua đồ quá bố mà đó mới lớn lâu cá mới lớn chơi sổ lá cái đồ. Hai thằng bay quýnh đi thằng nào đụng trước làm cha nhớ không, khổ bên lớn là thời gian thời điểm đó là còn là đi trên dưới búa cái quân dịch mà không dám đi đâu không đâu từ nhà mày ra chợ bà kiểu không dám đi đồ mà khoảng chưa được 500 chưa được cây số không dám đi đồ cái chú rú ở nhà thôi đúng không bố nhớ không, bên lớn lau cá lắm rồi suối hai nhỏ quýnh rồi tụi bay quýnh đi, thằng nào đụng trước, nào đụng trước làm cha cũng không có cầm chứ, nào đụng trước làm cha mấy chơi lớn này mấy chơi lớn nghĩ mấy cái trò đồ mới buồn cười chưa đâu buồn quá rảnh quá mà đụng trời mưa lâm tâm tâm thì đất nó mềm ra biết không, đất nó mềm ra cầm cái cây vẽ cái vòng tròn đáng vẽ cái vòng tròn mười luôn đó u mắt mũi nó nói mày bước ra vô vòng tròn này nó bước một chiếc mẹ mày đâu thằng kia tao bước ra mày bước đi đủ quá hết được thằng dính ra được thằng dính cháu không đủ thằng quỷ kia ê mày vô là mày vô đi bận vô mày thua đó đủ quá vô đủ mày vô làm gì quýt vô rồi quýt được đủ cái đó gì ông bài nào ông chơi được cái con cái nào
không khi nào mà rượu quay phân trả rượu cười má lắm rượu đó là cái hồi nhỏ tao giật dây à, đó là mấy mớm lớn giật dây giật dây kích động đâu có biết làm gì đủ trong những cái nhà buồn chắc mẹ mà ra bây giờ mấy đứa nhỏ mà đủ ra trong sớm á là cứ hết này tới kia làm trò vui thú tiêu khiển cho mấy ông mà thôi thì bây giờ nghĩ lại mấy chuyện nó cũng vui vui à, vui à. Ui trời ơi trời, Mỹ này mấy thì... này có gì vui không bố? Mỹ này có tình hình gì mới không? Nó mới đi hết mấy mạng nữa chứ đi gì nữa đủ ngày làm vậy nó sẽ mới xảy ra bên tao là ở Minneapolis là ở ngay chỗ tiểu bang tao ở nè. Tao cũng bằng nữa. Nghe nói càng ngày nó càng cường độ nó càng ghê hơn hả? Ờ đây hình như tụi bay coi rồi mà ở San Jose thì không tính nhưng mà tính ở Minneapolis. Ờ ở Minneapolis thì cũng đây. Đây đau thảm Minneapolis nè, hai người chết, 8 người bị thương, đây khổ. Nói chung bài nguyên nhân không có nói nguyên nhân gì không? À, hay thích là xả chơi vậy? Cái này đủ má, cái này mình không cần biết chuyện đó đi, mình miễn bàn chuyện đó đi. Mình chỉ biết đi đủ nó vậy thôi, bởi vì nó tin tức nó nhiều quá, mình còn hiểu không? Đó không đây. Xả súng chết 8 người vậy hả? Mới xả súng chết 8 người vậy hả? Mới đây nè, thấy chưa? Wow. Ở Minneapolis là chỗ của tiểu bang tao ở, bạn nghe thành phố tao luôn. Minneapolis là chỗ tao ở. Đúng rồi, 8 người, 8 người. 8 người chết là với là hai người chết, 8 người bị thương. Ừ. Thấy chưa? Đây tức là đó, đây là thằng này bắn là thủ phạm mà. Mệt quá. Bị đen hả bố? Bị đen hả bố? Bị đen, bị trắng gì. Thích thì nó gây thôi. À, thông báo với mọi người biết luôn là hình như là tao nghe nói là hình như có rồi đó chứ không nghe nói mẹ chứ tức là cái ông Joseph Biden là tổng thống nước Mỹ này đang đã ký rồi một cái bộ luật nha, luật đàng hoàng, luật hành pháp là chống kỳ thị người châu Á, mẹ không? Con đó là đã có luật rồi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, luật gì thì luật, nó có thể là giảm bớt thôi chứ có thể là tụi nó vẫn kỳ thị. Và bây giờ tới ngày ngày xưa thí dụ như bây giờ nó đây nó xô ngã, nó có những cái từ ngữ mà kỳ thị chuyện đó thì bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà nó đổi sang bây giờ nó chơi kiểu rượu mà nó bắn. Đồ của nó còn ghê hơn chứ. Mà nó thật ra rất ư là đó gì đó thì mình cũng vẫn thủ, mình vẫn lo sợ, hiểu không? Chứ có nghĩa là mình tiếp tục, mình phải giữ cho bản thân mình trước. Đúng rồi, người thân. Chuyện bây giờ thì ở đây tự mình bảo vệ mình Dũng, thôi chứ giờ thế nào. Nội Dũng thì ngày đó phân tích thời sự của nước Mỹ, chính trị nước Mỹ thì mới nói ngày 25 tây thì cũng thấy cũng ok đó. Tao nói tôi bố đi rồi đó, thì Nội Dũng nói có thể tao nói nha, có nghĩa là đi Nội Dũng là bạch trần ra những cái bộ mặt của nước Mỹ, tức là đây nó nói mà nó bình thường thôi chứ không có gì cả, nhưng một cái điều trong đó nó lòi ra bộ những hoặc là hiện giờ các thượng nghị sĩ này, các công tố viên này, nói chung là các những người mà ứng cử của dân bầu họ vẫn chơi ngay thường. Nó còn ghê bởi cái trình độ là cái tình hình chính trị nước Mỹ nó kiểu gì đó, nó vỡ toang thấu nát, thấu nát rồi đúng không? Thì Đỗ Dũng ta đã bố lên trang nhà đó, thế nào vô coi cho coi giờ cho chạy lại thì lâu lắm, ok. Đó Đỗ Dũng nói chắc tao có nói nghe, tao lúc nào tao tốt nước Mỹ tốt, tao ở thôi, còn kệ cha tao chết kệ cha, tao đây tổ tao tốt được rồi. đúng rồi còn bạn tôi về Việt Nam tôi chơi cái độ má còn cùng chúng mày muốn giết nhau đi chứ khác giết đi tao vậy đó, bởi vì mình can không nổi mà. Đúng rồi, khổ vậy can không nổi mà đâu can đâu. Đúng rồi, Việt Nam có câu giống như Hoàng Yến có câu hay nói thời tới cản không nổi, Phương Hoa cũng hay nói câu đó không? Thời tới rồi cản không có nổi đâu. Cản quá ghê. Cản chết mẹ luôn, rồi đi cầm súng xả mở mà cản giúp cản. Nó cản mình luôn đúng không? Làm quá nó cản mình luôn. Tao nói với nó rồi, tao nói nè, tao chưa có cái giấy mắt mò lên thiên đình cho nên ra biển đi không. Dạ, khổ lắm, đủ tao về nước tao trị mấy thằng má dơ kìa, đủ má mấy thằng mà đủ má kìa, tao nói rồi xin làm mấy ngày làm thôi, làm gì đi, đủ làm tao có quyền hành gì, tao xử mấy gì không đẹp tao bằng tiền bảo đảm mày, đủ má cái thứ mà đủ má tà gia ma ngoại đạo giáo phái giáo dung gì đủ má tao bỏ vô đầu tao nướng mưa hành á, đâu tao nướng mưa hết, má bực mình ghê, mà nhiều khi tao nói khùng tao chửi mày bả thì chắc tao mất dạy cái cậu luôn. Đủ từ cái đạo, từ nhà thờ, từ đốt chùa với tiền, đủ mát, ác
tăng đủ. Ta nói cho mẹ nghe, sư cũng vậy. Tu là gì? Tu là con đường đạo đường là đời. Bài cái bắt trước đi, độ ba tu theo kiểu khổ hạnh của Đức Thích Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni. Tức là không tứ đại giai không là trên đầu, từ không có độ nó chỉ có là trên giai không mang gì cả, tự động tự túc, tự bươi tự kiếm tự ăn tự hết, không xin sở giai cả mới là tu. Nhà thờ cũng vậy, nó không Mỹ này không có nhà thờ lớn, chỉ có nhà thờ làm đẹp, nó không có nhân quan trọng bán rồi nó tu. Nó còn bỏ bên này nó bán nhà thờ luôn. Hồi Việt Nam đủ xây cái đầu nhà thờ, đủ cái ăn lường ăn gạt, đủ mắt tàu lao vô giảng thì giống như là nam heo, đủ mà vô giảng tầm bậy tầm bạ đủ. Ai mà ngộ mày, mấy người nói sao mặt nó đậm quá mày, ta ăn quá trời đấy mà sao đang ăn đó mà coi đúng rồi heo. Ủa má tôi bực mình rồi. Chắc bố tôi bố ăn quá nhiều, nhưng mà tại vì bố đi tập gym tập thể dục đêm nay nó gọn đúng không, giống như chùm sò đó, nó cái gì không bữa nào ngồi ngồi đây sau lưng cho mét qua anh tao không. Bữa nào về đủ đủ mấy gì đó nam gì đó đủ thục thiết gì đó mà coi tao đâu thử bằng tao không biết đủ. Bữa nào tao quýnh bữa ai 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 bố kêu má nghiêm mục á đủ má về tao quýnh trong bữa đủ má là sặc máu luôn đủ là sao tở ngà khỏi con vợ cái nào rồi đủ má dẫn đập thiệt thiệt không đó thiệt đó còn thiệt không quá còn sức quýnh không đó chết mày. Ê đủ mà võ sư cho mày. À, đâu có bằng không, có bằng không? Bằng đâu, bằng giỏi sư đâu? Thôi, đủ bằng, không? Bằng gì đến về té nữa mà còn bằng nó xỉu không có được. Quá thiệt mực mình ghê. Đó, thì khổ thôi mà cho ăn nào xuống lên sợ sạo đi. Đủ má không chủ đề nào muốn lên chửi chửi là đủ má. Bà nó... Tao nói mày nghe rồi đó, là bây giờ ở Việt Nam mình nó khổ. Cái là tao cũng như không biết là bây giờ đó cũng có cái bàn tay của tụi nước ngoài hoặc tụi phản động ấy vô. Nó muốn cái xã hội Việt Nam mà nó xáo trộn và nó mẹ có đó không thì nó dễ bề làm ăn thôi. Nên vì chỗ đó mà cái người dân mình nó khổ mà người dân mình vẫn còn có cái tính không, cách không, không cảnh giác gì hết. Không cảnh giác thứ nhất, thứ hai là hay cái gọi là gì đám đông á, hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng đám đông không? Có nghĩa là mà trong thời dịch mà nó vẫn là hiệu ứng đám đông. Giống như hồi xưa hồi nhỏ tao á, đủ mà gì thí dụ có trận có trong số mà có bà nào quýnh ghen đù mẹ là tại số nó bu đù má bà thấy vui tao chết thôi đù má còn mình con nít mà mình chung với hát tao mình chung vô em mình đi sau nha mình chung vô trước chung vô ngồi đủ cái đâu có đi đâu nhỏ con đúng là không bảo đảm mày không vô được thành ra đù bò vô đù má tưởng sao vô đoạn trong rồi tưởng sao đù má hay chồng ghê rộng đù má bà sẽ nghe đồn lớn tiếng thôi là bắt đầu đù má đầu sớm rồi cuối sớm nghe biết rồi đù nó kéo ra ùm mà nó ngộ lắm đó không có gì chơi trời mà cái thằng đi vô cái thằng đi vô cái thằng đi ra thằng đi vô hỏi ê chị gì mày đù nó quýnh nó chém trong mình chết luôn trong ơi đù má nghe thằng này đê dây hay nha lắp mặt chạy vô tưởng sao hai vợ chồng nó ngồi cãi lộn đù bà thiệt luôn đù má nó cái xích rất là nhiều. Mọi người có cái câu là đủ mà chết con heo đầu sớm mà xuống cái cuối sớm mà thằng bò bự việc bự đủ nó vậy đó khổ chị người Việt Nam mà đúng rồi cái chuyện nó không có ra cái gì hết như chết quan bố nhớ hồi xưa mà hai cái vụ mà mấy ông thương phía binh mà lúng lính Campuchia hay đồ lính này lính kia về bắt đầu quậy phá bố nhớ không mà quýnh lộn quýnh làm mà lựu đạn đó hồi đó cũng nhiều em dính chứ bộ dính quan đó cũng có thật nhiều chuyện chạy ra coi đó dính quan á mà Việt Nam mà nó xấu rồi xấu tánh ta mới ta nói hoài nhiều khi ta là người Việt mà ta đi kể người Việt nó kỳ quá ta kể cho bạn nghe năm 1980 82 83 ta không nhớ đâu rồi thì ta hồi tở bên nhà của tao là có bà mà nhà tao mới có nhà bên quận 8 đường Âu Dương Lân cái mà đường Âu Dương Lân chính ta nhớ là chính sự cố Âu Dương Lân phường 3 quận 8 vui lắm kìa cái nhà thì nó đâu đích cái là một cái xưởng của cái xưởng rất là lớn của nhà nước là cái xưởng hãng dài Hiệp Hưng hãng dài phân là nhà hãng dài quốc danh của nhà nước mày hiểu không thì cái hãng dài nó bị cháy tức là nó bị hỏa hoạn á thì mà cái cầu chi á từ bên kia cầu đường trưởng đạo cái cầu ở đâu đủ nó leo lên cầu cho cao để nó coi cho nó rõ nó đúng coi rồi. Má xe cứu hỏa đéo qua được luôn đúng rồi xe cứu hỏa qua được đồ mày ú kìa mẹ mày tới tao coi tỉnh mơ đồ quá nhiều những năm vậy đồ quá nó cháy gần tàn hết rồi trời xây cái quả mới qua được thì cái nguyên cái sữa nó tiêu tùng mẹ hết rồi mày nghĩ mà con nghe gì nó ác vậy đó
mà nó cái chuyện tự vơ à, tính vơ à, đúng rồi, coi như không gì xảy ra đúng không, chỉ cái đó thôi mà xong rồi, xong rồi cái vụ án thôi về cái đây xong rồi đủ má trong cái cái trái của ta không chết mẹ luôn cái ổng đâu xong rồi đi về cái là vô trách nhiệm, nói chung là không có từ gì mà diễn tả của người Việt Nam cả, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đúng không, trời ơi khổ xỉu tao lại luôn má khổ luôn mệt ghê, nói hoài rồi nhiều khi ta nói thì nhiều khi bực mình nó, nhưng mà không nói thì không được, mà nói lên thì không ai nghe, bởi vì nói vậy thôi thế ra có một cách người Việt Nam không có trách nhiệm, có nghĩa là làm không có trách nhiệm, biết khổ cực, biết ta chống dịch biết bao nhiêu là cái gì, không bao giờ thương ai cả, mà rồi xong cái biết sao rồi cứ đổ thấy ô chị là con nhà nước ông lo này cái đồ, mà trong khi đó đi ra gây mầm bệnh mà thấy tác hại đó mày bắt mới đặt đó đồ mà đi gây dây chỉ là bên này có bên kia thờ đủ đi truy lùng mà thấy con nhận giỏi thì cái mấy ông kia ông cố gắng không tìm được, tìm F1 F0 rồi thiệt là thiệt tao kiểu đó tao giơ tay hoàn đủ làm sao biết đi với ai, làm sao biết gì con này khổ rồi còn mà thấy giờ tiền vất vả lắm, giờ phải truy truy rồi đuổi theo rồi nó còn nở ra chế đi cái biết đi vô bị dướng bệnh rồi về tới nhà đủ má công an với lại bộ y tế sai người xuống cưỡng chế kêu đi cái thứ không chịu đùm chửi mắng đồ má mấy ông vô tức quá sắt đầu đi ra luôn đủ má có xe biết bùng đi luôn đủ má khổ tao nói cái người Việt Nam mà nó ngang bướng luôn khổ tao nói thiệt mày không có thứ gì vậy. Rồi chưa đủ không biết mà có một cái clip này rất là vui nữa nè, ngay cổng chùa của người ta có thằng bảo vệ đó có cái xe đậu tá bảy chỗ đậu mẹ nó nghe không chừa thì ra tao đâu vô sai được, nó tới nó yêu cầu chạy lên xíu đi để chừa cánh cửa để tao vô, tự nhiên có cái bà là sùng sồn cái mở cửa chạy xuống chữ té ta sẽ đụng cái thuận quần cái rột đụng thái quyền dung lòng đèn cái gì ấy đụng quần quá là tao chưa được thấy luôn đụng tao chưa được thấy đụng quá thiệt mày tao tao không biết sao mà tao nói tao chỉ cứ ôm đầu đây đụng tao gãy đầu tao không biết nói sao khổ người Việt Nam mà nó kỳ cục quá sức tưởng tượng trốn luôn gọi là trốn luôn đúng không, trốn luôn là trốn luôn đồ trốn luôn không còn cái từ gì để mà nói cả, vừa vô văn quá vừa bất dạy vừa không lịch sự không nghĩ tới ai nó hoàn toàn không biết một cái gì cả chỉ biết sống như mình thôi thích là mình chơi à đồ má ngộ ra nói gì thì nói tao mắc bệnh luôn này tao chỉ quỳ sợ luôn quỳ nó nghe bố tả khoái cười quá trời bố quy á tao lên đi tao xuống đụng mấy cái bực mình lắm rồi đụng mấy cái xuống rồi ok